Chúng ta giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe, cùng cảm nhận nha. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu trước. Em là Lê Tuyết, năm nay 25 tuổi và đang là nhân viên thiết kế kiến trúc nội thất. Quê em ở đâu? Dạ, quê gốc của em là ở Thanh Hóa. Mời chàng trai. Dạ, xin chào anh Quỳnh Lâm và chị Cát Tường và xin chào các bạn khán giả ạ. Em tên là Nguyễn Thành Toàn, năm nay 29 tuổi. Em làm nghề gì? Dạ, em là lập trình viên ạ, thiết kế và bảo trì website ạ. À, nhưng mà quê ở đâu? Dạ, quê em ở Khánh Hòa. Khánh Hòa, dạ. Bên kia ở Thanh Hóa, Hòa Hóa cũng được. Mình đã trải qua được bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, chưa mối tình nào ạ. Hả? Chưa mối tình nào hết? Vâng. Trời đất ơi. Ủa rồi nhìn đi làm chung rồi, rồi những bạn đồng nghiệp của em bộ họ không thấy đường hả? Dạ không ạ, tại một phần cũng do em, tại em chưa có nghĩ tới chuyện tình yêu nhiều. Bây giờ mới bắt đầu đi tìm kiếm thì thấy cũng khá là khó trong cái việc giao tiếp, tại em khá là nhát, em không tiếp xúc nhiều với mọi người. Không có sẹt điện với ai hết trơn luôn đó vợ hả? Dạ không. Trời đất ơi. Cái này coi chừng coi lại nha. Lạ gì? Nguy hiểm quá. Ai phụ nữ là cũng muốn có người đàn ông để chăm sóc, để tâm sự, để đi chơi chứ. Em cũng không biết sao nữa, nhưng mà em cứ thích độc lập một mình từ bé rồi, nên cũng không có thể nào mà gọi là vượt mức tình yêu được. Nhưng bây giờ là thích chưa? Bây giờ muốn chưa? Dạ, chắc là muốn rồi ạ. Chà, đây cũng là một cô gái rất đặc biệt. Có vẻ bạn bên kia rất là rụt rè ha. Còn bạn bên đây rất là năng động. Này, nãy giờ nghe cười tím tím. Dạ. Sao vậy, nghe chưa có bạn trai khoái nha. Quá hả? Dạ. Bạn bên trai bên đây có mấy mối tình rồi? Dạ, nhỏ lẻ thì đếm không hết ạ. Nhỏ lẻ không hết. Vì có nhiều lúc mình chơi bạn bè hoặc là mình mến người ta một chút, nhưng mà chỉ là dừng lại mến một chút thôi. Rồi, nhưng mối tình nào sâu đậm? À, mối tình sâu đậm nhất là mối tình sinh viên, là em quen từ sinh viên cho đến đi ra trường làm được 4 năm. Do gia đình bên đó gọi về nhà là hai đứa cách xa nhau quá, mà cũng lo công việc chưa ổn định này nọ nên mình mới chia tay. Thôi, bây giờ mình bỏ qua chuyện đó đi. Em sẽ hỏi cô gái kia thử xem cô gái cần người đàn ông như thế nào. Tuyết ơi, cho mình hỏi là cái mẫu người bạn trai của bạn là phải như thế nào? Anh em đi, không có bạn bè gì đây hết trơn á. À, em ơi, cho anh hỏi mẫu người bạn trai của em như thế nào? Cao, hơi mũm mĩm một xíu cũng được. Em thì ít nói nên là cần bên cạnh em nói nhiều hơn một chút là được. Bên đây đủ nói nhiều được đó. Cao có cao luôn. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Nói nhiều ạ. Em không thích con trai nói nhiều. Chỉ cần nói đủ em nhiều nghe thôi đúng không? Nhiều chuyện nữa. Ở bên đó có nhiều chuyện không? Dạ không chị ơi. Vậy bên đó thích mẫu bạn gái như thế nào? Dạ biết nấu ăn vậy. Dễ thương vậy. Quá dễ thương. Mình không thích gì ở người phụ nữ. Ghen lung tung quá à. Bên đó có ghen không? Em không biết ạ. Ta chưa có yêu lần nào sao ta biết có ghen hay không? Không, mình phải thử nữa coi mình có người yêu mình ghen không chứ. Chuyện gì ghen được chắc là phải ghen rồi chứ. Nếu không ghen thì cũng mất mất thương vị rồi. Đúng rồi. Để anh xem cái người phụ nữ bên đây khó tính cỡ nào. Đặc biệt lắm. Mà không có chàng trai kìa. Nào mà cua được hết trơn. Chào em. Sao mà khó dữ vậy em? Em không biết nữa. Em ngại giao tiếp với đàn ông hay sao? Hay là có nỗi buồn nào mình hận đàn ông mà cần giải tỏa không? Dạ không, không có nỗi buồn gì. Chưa có yêu ai đâu, gì đâu hận. Một cái dấu ấn gì không tốt về người đàn ông á, có không? Dạ không. Chưa hôn lần nào luôn? Chưa. Em có tưởng tượng cái nụ hôn đầu tiên nó như thế nào không? Em chưa tưởng tượng bao giờ cả. Trời ơi, sao kỳ vậy ta? Biệt ha. Hình như cô gái này lạnh lùng quá. Ai cũng nói như vậy ạ. Dễ thương quá mà, có khi nào em nằm đêm gác tay lên trán em suy nghĩ là tại sao mình như vậy không? Không. Cũng không luôn. Có bao giờ em suy nghĩ là em sẽ lấy chồng không? Có ạ. À, tưởng không nữa là mệt à. Có ai dám tỏ tình với em chưa? Dạ cũng nhiều ạ. Khi người ta tỏ tình với em câu gì là lãng mạn nhất em có nhớ không? À, câu là bây giờ tao thích mày rồi mày không thích tao nữa. Trời ơi. Tỏ tình vậy sao được? Kỳ quá. Thí dụ như giờ có một người đàn ông tiến tới quỳ xuống chân em, nói rằng em ơi, anh không thể sống thiếu em được, thì em nghĩ sao? Hơi sến một xíu ạ. Hơi sến. Vậy mà cũng chê nữa. Thí dụ như có người tặng em một bó hoa hồng và người ta nói rằng là anh không thể thiếu em trong cuộc đời được, thì em nghĩ sao? Đơn giản như vậy có vẻ là hay hơn ở việc quỳ chân xuống dưới nói đấy ạ. Rồi vậy anh hiểu rồi, anh sẽ nói anh bên đây đơn giản, qua gặp ôm hôn luôn. Không, bậy bậy. Tại em chưa hôn lần nào rồi. Phải từ từ. Dạ. Chứ cô thì thích đơn giản vậy thôi. Em có cái điểm nào em không thích ở người con trai không? Không thích bạn trai để móng tay dài, tóc dài. Tại sao? Tại vì em thấy không có không có biết dùng gì từ gì nữa, nhưng mà em không, được không dạ đúng rồi, không có thiện cảm. Hờn quá. Đâu xòe dạ. Cái tay ra coi. Cũng không có gì ơi. Quá mừng quá ha. Dạ. Cô này cổ dễ thương lắm. Dạ. Có điều như anh Linh nói đó, hơi lạnh lùng,
mà không biết cổ làm sao nữa, cô không có xúc cảm gì với đàn ông hết trơn hết trọi á. Em nhắm em có chinh phục được cổ không? Dạ, chắc được á chị. Ráng nha. Dạ. Chị cũng mong em là mang đến nụ hôn đầu tiên cho cổ. Dạ. Thế em đã chuẩn bị gì cho cái máy ấm của mình sau này chưa? Dạ thì trước khi đến đây thì em cái vụ chùa trước 2-3 năm để dành tiền sẵn rồi chị. À, trước đây 2-3 năm là để dành sẵn luôn rồi. Dạ. Ta có kế hoạch rõ ràng lắm rồi. Có ở dơ không? Dạ không gì. Thôi thì được rồi, cô này là cổ chuộng sạch sẽ, gọn gàng. Dạ. Chị thấy em là mọi thứ là ok hết rồi đó. Quá ổn. Mà không biết là cô này cũng có rung động hay không đây nè. Trời rồi. Ơi. Được lắm đó em, coi được thì lấy đi nha. Hỏi ý người thân coi ý kiến người thân thế nào. Đầu tiên tôi muốn hỏi bên đàn gái. Đàn gái sao khó quá. Em là gì của bạn gái ấy vậy? Dạ chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh. Em là em họ của chị. Hả? Em có biết lý do tại sao mà bạn bên nó hơi khô khan, hơi khó khăn, hơi căng thẳng không em? Dạ chị em mê trai đẹp lắm. Mà trai đẹp thì yêu nhau hết rồi, cho nên tới giờ chị vẫn ế. À, sáng nay đi ra là chị quên cái mắt kiếng, nên nói em là phải nhìn cho thiệt kỹ. Cái anh này thì em thấy anh này cũng cao, rồi hoạt ngôn, 29 tuổi mà nhìn trẻ hơn tuổi của mình. Em thấy anh này hợp với chị đó. Rồi cảm ơn em. Em đi với ai em? Dạ chị Hai ạ. Chị Hai thấy sao chị Hai? Dạ xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Thì ở nhà Toàn đã dặn em là chị Hai ơi, chị Hai lên, chị Hai ngó giùm em nha. Nếu như mà dễ thương á là áo nheo nha. Mà nãy giờ cũng canh đá quá trời mà không biết Toàn có thấy không. Trời ơi, dặn chị không chịu nhìn mặt chị. Chị Hai nói chị Hai đá không nheo có nghĩa là bạn này dễ thương lắm á Toàn à. Chân cũng dài giống chân dễ em thương. Nha. Bạn ấy nói bạn hơi khô khan thì chị nghĩ không phải đâu. Nhiều khi bạn nữ bạn chưa gặp đúng đối tượng. Nhưng mà Toàn thì chắc làm được. Còn làm không được nữa về hỏi chị Hai. Trời ơi, chị xuất sắc. Em chị thì rất là hiền lành, giống như có chế độ đó. Khi nào mà em cần bạn nói, em chỉ cần phát tín hiệu thôi, bạn sẽ nói đúng theo cái lưu lượng mà em mong muốn, chứ không sẽ không có làm phiền em. Hồi nãy ở nhà chị cũng nói với Toàn rồi, là nhất quyết chiến này là đường nào cũng phải có bạn gái. Em thấy được không? Dạ. Chị là chị thấy được, mà không biết hai đứa thấy được không? Rồi, cảm ơn chị gái. Rồi, bây giờ hai bên gặp mặt với nhau nha, để xem em có phá được bức tường tình yêu băng giá này hay không. Kéo màn. Cô gái, cô hãy mở lòng ra, hãy cười thật tươi, hãy nhẹ nhàng và hãy đón lấy một hạnh phúc mới đang ở cận kề mình. Đừng bỏ lỡ cơ hội nhé. Tèn 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 tèn. Cảm ơn bạn tặng em. Cảm ơn em nhiều. Nhìn kỹ cái tựa cuốn sách đi. Đọc lên cho mọi người nghe chứ. À, tựa cuốn sách là người đầu tiên trong danh sách. Đó. Vậy là ôi, danh sách chắc còn nữa. Rồi mở cái hộp coi có cái gì trong đó, hay là người đầu tiên trong cái hộp. Wow. Vòng tay cầu hôn đó em à. Anh hỏi em đi chứ em. Thì lần đầu tiên gặp em á, anh thấy em rất là dễ thương. Anh thấy anh với em có rất là nhiều điểm chung đó. Nên là giống như chị Hai nói là chuyến này là anh có bạn gái rồi đó. Em thấy anh có chiều cao của anh thì cũng khá là phù hợp với em. Tại vì em cũng thích con trai cao. Em có yêu cầu gì nói với bạn trai đi. Anh có hay nhậu không ạ? Anh không biết nhậu. Nhưng mà trong đó là trong lúc vui thì vẫn có thể nhậu được đúng không ạ? Đúng rồi, anh uống khoảng 2-3 chai là anh say rồi. Không sao đâu. Cái gì em cũng được. Vậy là em nhậu dữ lắm được hả? Không ạ, thì em chỉ sợ là nhiều người nhậu nhiều quá thôi ạ. Nếu mà lúc vui thì đi mà có em nữa, thì anh uống xong rồi anh mệt quá thì em chở anh về. Em có thích xem phim không? Dạ có. Nhiều lúc anh hay đi coi phim một mình lắm. Em cũng vậy. Ban đầu đi coi thì nó hơi ngượng ngượng, tại vì ai cũng có cặp hết, mình ngồi một mình nó hơi ngượng. Được 5-6 lần cái là quen luôn. Giờ muốn đi mình nữa hả? Dạ không. Giờ là có bạn gái là phải đi chung với bạn gái. Đó, kế hoạch tương lai đi mình coi phim nữa. Anh muốn bỏ 3 chữ cuối trong cái chữ trong cuốn sách này được không? Anh muốn anh là người đầu tiên. Em hay đi con đường sách lắm. Lần đầu tiên em bước vào trong cái tiệm đầu tiên, em thấy cuốn sách này đầu tiên và em thấy tên của nó đầu tiên và em chọn ngay đó. Và anh là người đầu tiên em tặng. Vâng ạ. Thì đầu tiên nếu như mà được thì anh sẽ là người đầu tiên. Nào, bạn trai hãy mở chiếc vòng ra và đeo cho cô gái ấy như là cuốn sách đầu tiên mà bạn gái tặng cho bạn vậy.
Vòng tay này á, là anh mua từ Bali về với cái những cái tượng Phật á, sẽ mang lại cho em sự bảo vệ, hạnh phúc. Lại thêm cái vòng này nữa mong là trói được em. Được không chị? Được không chị? Được ha. Rất thẳng thắn. Mời hai bạn ngồi vào ghế và chuẩn bị bấm nút. Thôi, bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Mình sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Người đầu tiên, chiếc vòng đầu tiên. Để xem nụ hôn đầu tiên có xuất hiện hay không. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Nào, chúng ta nắm tay đầu tiên đi bạn. Nắm chặt vào Toàn. Toàn thấy thế nào? Hồi hộp quá, cảm giác nó lần lần thì sao á. Nụ hôn đầu tiên thôi, bắt đầu. Không, hãy hôn đó thôi. Và hy vọng đây sẽ là một cái người cuối cùng trong cái danh sách của bạn. Danh sách chỉ có một, đầu tiên và mãi mãi. Mời Toàn. Thái quá trình. Trúng chưa, trúng chưa Toàn? Trúng. Trúng rồi. Thì cảm giác như thế nào em? Thấy bạn nữ rung hơn em luôn. Rung mà có rung động gì chưa? Rớt tim ra ngoài luôn. Rớt tim ra ngoài luôn. Đây, chúc mừng hai em. Gửi tặng hai em nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Gửi tặng các bạn. Đi xem phim nha, hai bạn này rất thích xem phim. Nào, nắm tay chặt nào Toàn. Đừng buông tay cô ấy ra. Hãy đưa cảm giác nhau. An toàn, hạnh phúc cho cô ấy. Mời các bạn đi xem phim. Rất xứng đôi. Em cũng không phải là nhỏ con lắm. Nhưng mà được cỡ mà bằng hay là thấp hơn em thì sợ bé em không nổi. Nổi, cỡ nào khi đã yêu thương được cỡ nào tôi bé cũng nổi thôi. Cao hơn em một chút xíu thôi cũng được. Dạ, không có hói. Không có hói. Không có hô. Là với một người có ngoại hình ưa nhìn một chút xíu. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Để đồ đây nè. Bây giờ thì mời nhà trai giới thiệu về mình cho nhà gái kia nghe luôn nha. Xin chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Và chào khán giả và chào bạn nữ bên kia. Em tên là Nguyễn Thế Mẫn. Em năm nay 31 tuổi. Và hiện đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh và làm việc ở Bình Dương. Mẫn làm gì Mẫn? Dạ em là giảng viên đại học. Dạy trường nào? Dạ em dạy ở Đại học Thủ Dầu Một ở tỉnh Bình Dương. Rồi bây giờ mình nói về mình đi. Dạ em xin được chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Quân Linh xin và chào. Xin chào anh Nam ở bên kia. Em xin được giới thiệu em họ Cao tên Quý. Mọi người hay gọi em là Cao Quý. Em quê ở Quảng Nam và hiện tại em đang làm quản lý đối ngoại cho công ty xây dựng. Hiện tại thì em đang ở Phú Nhuận. Cao Quý hả? Dạ Cao Quý. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì Mẫn? Dạ điểm mạnh của em là biết lắng nghe, luôn cầu tiến và có ý chí mạnh mẽ. Dạ điểm yếu của em là hay nóng tính và em hay tập trung vào công việc nhiều quá. Đôi khi là bị mất công bằng trong cuộc sống. Rồi bây giờ mình nói về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi em. Dạ về cái điểm mạnh của em đó là em là một người rất là vui vẻ. Hoặc là em có nụ cười đẹp. Cười thế nên là em rất là hay cười. Nụ cười tỏa nắng. Dạ em rất là hay cười. Nghĩa là em rất là ít để bụng những cái chuyện mà nó không hay, không vui. Em ít khi giận ai gì lâu lắm. Em thích nấu ăn, thích trồng rau. Và em nấu ăn cũng rất là ngon. Em cũng có khả năng hát một chút xíu. Rồi cũng có khả năng làm MC vừa. Điểm mạnh, chưa mạnh của em đó là em hơi khó tính trong cái việc mà trong cái việc sắp xếp gia đình, kiểu như là cái việc mà gọn gàng, sạch sẽ. Em hay rất là khó tính trong cái việc đó. Nhưng cụ thể em làm cái gì Cao Quý? Em đang quản lý cái mảng đối ngoại của công ty xây dựng. Dạ anh Linh mà anh nghe cái chữ xây dựng nhà cửa đất đai cái là anh giọt qua. Xây nhà thích lắm. Em nghe nói em là đi tu nghiệp nước ngoài về đúng không? Em học mấy nước ngoài mấy năm? Dạ em học gần 6 năm. 6 năm, thạc sĩ hay tiến sĩ? Dạ hai cái luôn đó. Ủa em học ở nước nào vậy? Ở Anh á. Ở Anh ở châu Âu đó. Tôi cũng mới đi châu Âu về cái xứ sở mà có 7 độ đó. Tôi mới đi châu Đốc về cũng lạnh lắm á. 14 độ đó. Bây giờ đó, em không thích điều gì ở đàn ông nè, em nói cho anh nghe coi. Thật sự thì cái mẫu người đàn ông của em á thì em thích người đàn ông nói ít
Em không thích là người đàn ông nói nhiều. Người này nói ít lắm. Dạ. Trên giảng đường nói mệt quá, về nhà chắc không nói nữa đâu. Một người có chiều sâu và phải thật sự là ngăn nắp và sạch sẽ. Thôi rồi, có ngăn nắp sạch sẽ không? Dạ có, chắc chắn có. Tại vì em hồi xưa ở bên đó thì cái chuẩn về sạch người ta rất là cao. Và dạ, người phương Tây cao lắm. À đúng rồi, 6 năm ở bên Anh. 6 năm ở Anh mà. Mẫu hình lý tưởng của em như thế nào hả? Cao quý. Phải cao hơn em. Tại vì em cũng không phải là nhỏ con lắm. Nhưng mà cỡ mà bằng hay là thấp hơn em thì sợ bế em không nổi. Nổi, cỡ nào khi ta yêu thương được, cỡ nào ta bế cũng nổi chứ. Cao hơn em một chút xíu thôi cũng được rồi. Dạ, không có hói. Không có hỏi. Không có hô. Là với một người có ngoại hình ưa nhìn một chút xíu. Da ngâm ngâm thì lại càng tốt. Anh hay nhấn mạnh câu gì? Người phụ nữ hiện đại đừng bao giờ nói là tôi không thích hói. Phải nói ghét của nào trời trao của đó. Thiệt không vậy? Thiệt đó. Nói gì dạ, thì chào cô. Dạ, dạ. Chào gì chào? Gì? Chưa cho qua đời trai tôi qua chào gì? Muốn gặp tiến sĩ phải xin phép đàng hoàng. Mắc cười quá. Rồi vậy thì bây giờ dạ, em cũng thích mẫu người phụ nữ như thế nào? Em cũng thích mẫu người phụ nữ thì là vừa truyền thống và vừa hiện đại. Và có cái sự chia sẻ trong cuộc sống. Dạ. Không có quá gọi là cứng đầu và không có luôn luôn bảo thủ. Em cũng không thích. Dạ. Có thích phụ nữ đẹp không? Dạ chắc như là thích. Có rồi, ai cũng thích rồi. Làm gì em thích? Ủa tôi hỏi sao mà, trời ơi tôi hỏi kệ tôi đi. Có những người đàn ông họ thích những người phụ nữ có duyên. Tại vì họ quan niệm rằng á là phụ nữ đẹp không phải là phụ nữ của mình. Bây giờ ta nói câu là gì? Người yêu vợ đẹp phải vợ mình, người yêu đẹp phải người yêu của mình, đâu phải. Thì cái đó là quan niệm của mỗi người thôi. Đó là xưa rồi. Đúng không? Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có tổng cộng 2 mối tình. Vừa xứ người vừa xứ mình luôn. Vậy đó hả? Dạ. Mối tình xứ người kéo dài được mấy năm? Dạ mối tình xứ người thì kéo dài được 2 năm. Còn mối tình thứ hai là cái thời điểm mà cách đây tầm 4 năm, chỉ tầm có vài tháng thôi, thì em lại có trúng học bổng đi học tiếp nghiên cứu sinh ở bên đó, ở bên Anh tiếp. Bên Anh. Bạn nó thì biết rằng em đi nên bạn nó cũng không có không chờ đợi nữa. Dạ, không chờ đợi. Dạ. Tin tưởng đâu. Coi như chính vì vậy mà hôm nay bạn có mặt trong cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò này đúng không? Dạ. Thực ra đó là một chàng trai rất là ấm áp đó. Thực sự nói chuyện thì tao thấy rất là quá. Tao lo sự nghiệp quá, thành ra là ế vậy đó ha. Em có mấy mối tình rồi, cao quý? Dạ em cũng giống như bạn là em cũng đã có 2 mối tình. Gần nhất thì cũng là 2 năm rồi. Lý do sao chia tay? Người ta nói là khi mà yêu thì không có lý do, mà chia tay tới với cả bạn lý do. Thì cũng có một số lý do. Cái công việc của em là nó chuyên về bên đối ngoại. Thì em sẽ giao tiếp nhiều. Dạ em sẽ đi rất là nhiều. Em cũng hơi ghen quá. Mình ràng buộc nhiều quá. Tại sao lại cứ hay hỏi lý do tại sao chia tay? Không phải mình soi mói người ta đâu. Lý do để chi mình biết khắc phục cho cái mối tình này nè, nó tốt hơn. Ok, hai bên cũng đã nghe tất cả mọi thứ rồi. Cao quý đi với ai? Hôm nay em đi với bé em, cùng đang ở chung với em. Hai vợ em ở chung với nhau cũng hơn 1 năm bé rồi. Bé em đúng không? Dạ. Em chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân và mọi người ở trong trường quay cùng quý vị khán giả đang xem đài. Đối với em á, tuy là mới sống chung có hơn 1 năm thôi, nhưng mà chị Quý là một người sống rất là tình cảm. Chị là một người có cá tính, gọi là một người phụ nữ như anh mong muốn là đảm đang việc nhà hay là một người phụ nữ của gia đình á. Và chuyện hiện đại á, thì em thấy chị Quý đều đáp ứng được hết. Còn anh trai thì em thấy anh là một người rất là giỏi, có kiến thức rất là từ sâu rộng. Ngoại hình anh đẹp trai nhưng mà có một điểm nhẹ ở chị Quý. Hồi nãy có nói không thích thì cái đó để lúc mà gặp mặt á thì... Đó dễ khắc phục lắm em. Dạ, hai anh chị khắc phục lắm, giờ có thuốc rồi gắn rồi vô hết rồi. Rồi, Mẫn đi với ai? Dạ em đi với lại bạn đồng nghiệp cùng cơ quan với em. Xin chào cái ekip của chương trình làm Bạn Muốn Hẹn Hò, và đặc biệt là MC Quỳnh Linh và MC Hồng Vân. Dưới góc nhìn cảm quan của Hạnh thì Hạnh thấy rõ rằng là Cao Quý là một cái cô gái rất là hiện đại. Mà có một chút chia sẻ ở đây là gì? Thế bây giờ đối diện với người phụ nữ hiện đại thì các cái giá trị truyền thống thì bạn có cảm thấy áp lực không? Nhưng mà mình tin rằng là bạn Mẫn thì có thể là cái người đã từng đi du học sinh rất là lâu ở bên Anh rồi. Thì anh ấy có thể dễ dàng và dung hòa được cái này. Người ta sẽ nhìn là ok, có thể là em sẽ là người kiểu người hiện đại. Nhưng mà thật ra thì em là cái kiểu mà nó dung hòa giữa hiện đại và cổ điển. Em tự tin là em biết cách lúc nào mà em có thể là người hiện đại và em có thể là một người phụ nữ của gia đình. Rồi bây giờ thôi, mở cái hàng rào ra đi.
để chị nó mệt, nó chật chội quá. Mở rào. Rồi, nhìn nhau đi nào. Wow, wow, dạ. Wow, anh Mẫn, wow. Anh có cái tai nghe, em là người hiện đại cho nên có thể rất là nghe, thích nghe nhạc nhiều nên tặng em. Dạ, okay. Em cảm ơn anh. Em cũng gửi tặng lại anh một cuốn sách. Đây là cuốn sách mà em rất là thích. Nói thật là em rất là thích nhưng mà em chưa có đọc. Thì nếu như mà anh đọc xong rồi thì cho em mượn lại nha. Rồi, để anh chia sẻ cho nên nhiều hơn. Lần đầu tiên thì anh thấy cảm nhận được là em rất là xinh. Và cũng anh cũng khá là ngợp khi mà chứng kiến được em như này. Em cũng là người phụ nữ rất là tài giỏi và công việc cũng khá là ổn định. Thì trước đây em học ở đâu? Em học ở trường Đại học Công nghiệp 4. Anh thì cũng học ở gần đấy. Dạ. Khi mà về chung một nhà thì em có thích làm dâu hoặc là ở xe sống riêng một mình? Về cái trường hợp mà mẹ chồng nàng dâu, em không hiểu sao tại sao nhiều người lại có cái vấn đề là sợ cái vấn đề đó. Nhưng mà thật sự với em rất là thích. Khi mà nói giữa sự lựa chọn là có muốn ở chung với, là có muốn làm dâu hay không, thật sự em rất là thích làm dâu. Tại vì em tự tin về cái khoảng đó. Rồi là em rất được lòng những người lớn. Với em á, khi mà quen một người á, thì chắc chắn rằng là cái tính của em là em sẽ không bao giờ đụng vào những cái cá nhân của người bạn của em. Ví dụ như là điện thoại hay là tìm phải hỏi cho được cái mật khẩu Facebook chẳng hạn. Nhưng mà phụ nữ nó cũng có cái giác quan thứ 6, có nghĩa là người ta không đụng tới, không có nghĩa là người ta không suy nghĩ gì hết. Phải làm sao để cho người phụ nữ của mình tin tưởng. Và em cũng như vậy. Em cũng muốn người bạn trai của mình tin tưởng. Thực ra thì anh nghĩ là mỗi người đều có cái quyền riêng tư của nhau, thì chúng ta không nên mà vi phạm cái đó. Cái thứ hai nữa là anh có một cái chung với anh, đó là sự rõ ràng. Và nếu như mà mình không thích cái gì thì mình có thể mà mình chia sẻ để mà mình điều chỉnh. Thôi mình giao lưu văn nghệ chút cho nó thoải mái chút thôi. Hai bên em tiến gần cô gái, có thể nắm tay cô gái để cảm nhận, trao nhau cảm xúc chút xíu nào. Đứng lên, hãy đứng lên. Em hơi run một tí vậy. Cứ run của anh bên đây nè. Đứng tới đi, tới luôn. Đó, rồi nắm tay cô gái. Thấy cái này gái là bắt tay vậy. Không phải bắt tay. Không phải nắm vậy. Đây nè, nắm này là hai tay đó. Dạ. Nhìn thẳng vào mắt cô gái. Đó. Nhìn nhau hát bài tặng nhau coi nào. Đây em hát trước ha. Mình thoải mái đi, anh hơi gồng okay. Quá. Dạ. Hey. Tự nhiên em đã quên lời cái đầu tiên rồi. Dạ, nói lời thật lòng được không? Thay để cho Quý hát điều rồi nói sao cũng được. Ok, anh muốn em hát trước hay là anh nói trước? Anh nghĩ là em thì là một người phụ nữ là cũng khá là rất là nhiều tiệm tôi nằm với anh. Em cho chúng ta cơ hội thì có thể chúng ta chia sẻ nhiều hơn và gắn kết nhiều hơn khi nói về chung một nhà thì rất là hay. Rất là hay. Anh xin lỗi em tại vì Văn Phạm anh hơi bị rung quá. Rồi hát đi tôi quý hát đi Quý. Hát xong nó còn rung nữa. Dạ, tại vì em sinh ra và lớn lên ở Quảng Nam và hiện tại em đang sinh sống và lập nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Thế nên em xin gửi đến mọi người một ca khúc về miền Tây. Ok, rồi, sao lại sống ở đây? Em xin gửi đến mọi người một ca khúc Áo Mới Cà Mau ạ. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Đường đi không... xin lỗi. có sự rung nhẹ. Thôi, nói chung là điện chạm điện rồi, có một sự... Rồi, thôi được rồi. Thích thì chúng ta bấm nút. Không thích, chúng ta đừng bấm nút. Một, hai, ba. Hết thời gian. Và cô gái không bấm. Bấm. Có em bấm có hả? Trời ơi, bấm chậm quá. Làm như hồi nãy quá. Hãy nắm tay nhau đi. Đấy. Rồi, thủ tục đầu tiên không thể thiếu được. Đó là nào, hãy hôn lên má nào một cái. Nào, xỉu cũng hôn nữa. Trời ơi, thấy người gái hiện đại không? Nè, anh nói mà nghe chưa gì mới. Em mới vừa tiến qua là ta để đưa nhẹ cái má. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích
như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Toshiba Việt Nam gửi tặng hai bạn mỗi bạn một chiếc máy lọc không khí CAF N30 diệt khuẩn và khử mùi bằng ion âm, loại bỏ bụi mịn PM2.5 đến 95%. Dễ thương quá. Cố gắng lên nha tiến sĩ Mẫn. Rồi không thích gì nữa không? Không thích cái này tế nhị tính nói mà sợ. Để đâu sao đâu, không thích mình cứ nói để người ta biết thôi. Giống như phụ nữ mà chân mày lợp quá mà không thích. Tao đưa tôi kiểm cái chân mày coi. Trời đó coi, thôi anh khỏi lo đi. Chân đã mày tôi nay rờ luôn, không có đi xăm luôn đó. Mà dạ, chân mày ngon lành. Rồi xin mời nhà gái. Rồi chào kinh. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai, ngồi đi anh. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ lời đầu tiên em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh, tất cả mọi người đang có mặt ở đây và bạn nam bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Bích Hạnh, em sinh năm 1990. Công việc của em là kế toán. Em đang ở quận 7 và em làm một công ty ở Nhà Bè. Quê em ở Quảng Ngãi. Rồi, mời nhà trai. Dạ, em xin, lời đầu tiên em xin phép chào anh Quyền Linh. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào em gái kế bên và xin chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Võ Minh Tâm, 38 tuổi, quê quán ở thành phố Hồ Chí Minh, nhà em ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Em là viên chức nhà nước đang công tác tại phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Trưng Vương, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi bây giờ mình nói về mình chút xíu nữa đi em. Điểm mạnh điểm yếu của mình nói cho bạn trai nghe. Ưu điểm của em là mọi người nhận xét em là nhìn có vẻ hiền và thật thà. Và nhược điểm của em thì chắc là rất là nhiều ạ. Dễ nhìn nhất là em hay đỏ mặt. Tại vì là em khi mà gặp cái vấn đề nào thì em kiểu như là sẽ đỏ mặt. Dạ. Cái đó không phải nhược điểm, cái đó là điểm đáng yêu. Bỏ qua đi. Dạ. Với lại là em hay tự ti về mình. Đó, cái đó là nhược điểm đó. Dạ. Mắc mới gì tự ti? Tại vì lúc nhỏ là em cũng hơi thừa cân. Nên là em cảm thấy là ngoại hình của mình là nó không có được ổn. Nên là em cũng tự ti. Em vào đại học thì cân nặng của em cũng là khoảng 60kg. Xong em mới quyết định là em đi tập thể dục, kết hợp luyện tập và ăn uống. Rồi em giảm lần số ký của mình. Là bây giờ là em đã tự tin chưa? Dạ cũng chưa hẳn, em vẫn còn cũng còn đâu đó, còn tự ti của mình. Em tự ti vậy rồi chị làm sao? Chị làm sao? Trời ơi, Phật nó vậy nó còn tự ti nè, Linh coi chịu nổi không? Em nói chung là dễ thương lắm, em đừng có tự ti gì hết nhau. Dạ em cảm ơn chị. Mình phải tự tin lên. Em tự tin chị mới tự tin được. Ok. Dạ. Mẹ anh trai, em nói ưu điểm khuyết điểm cho bên kia nghe đi. Dạ thì ưu điểm của em là siêng năng, chăm chỉ. Và không có biết hút thuốc và không thích nhậu nhẹt nhiều. Tốt. Và em có đặc biệt ưu điểm rất là lớn của em là ý thức tự lập rất cao, bởi vì em sống riêng nên em phải tự lo mọi thứ và nội trợ em cũng đi theo luôn, là rất là tốt. Em sống một mình hả? Em ở riêng nhà, ở riêng khu vực anh Linh. Là nhà riêng của em? Không, em chỉ có đất đai riêng thôi, còn nhà thì em vẫn ở nhà của ba mẹ, nhà bự đó, rồi mình ở một cái lầu riêng, cái lối đi riêng với một căn hộ, với một căn hộ riêng nhỏ. Nói hồi là tôi phải qua tôi coi. Dạ. Của nã gì quá trời vậy? Dạ. Chào cưng. Dạ, chào chị. Tức là em có đất đai. Dạ, mua rồi như chuối xay. Dạ. Có nghĩa là bây giờ em là chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ rồi. Giờ chỉ cần hốt một bà vợ về. Dạ, em bỏ hết tuổi thanh xuân em vô mấy cái đó hết rồi. Đó, nãy giờ em nghe bạn bên đây nói chuyện, cái cảm nhận của em sao? Dạ thì em thấy bạn đó được, hiền, với lại cái móc miếp cũng đúng ý em. Móc miếp dễ thương đúng không? Dạ, móc miếp tròn tròn nào cũng đẹp hết. Em khoái móc miếp. Em có tật xấu gì không? Dạ, tật xấu thì em có mỗi là đo xấu tính đói anh Linh. Đói bụng quá đó, mình ăn uống mình không có kiềm chế được cái sức ăn, mình ăn nhanh ăn nhiều, nhiều khi ra quán ăn á, sạch hay sẽ không chừa miếng nào trong tô gì hết á. Không, cái đó tốt mà. Tôi nghe bên đây á là tự nhiên tôi có một cái cảm giác là hai cái bạn này á rất là xứng luôn. Thiệt. Để tôi qua tôi coi xứng sao. Chào anh ạ. Chào em gái. Mặc phu thê không? Phu thê hả? Thiệt. Được. Em không thích điều gì ở đàn ông? Dạ là tính vũ phu ạ. Vũ phu. Với lại em không thích hút thuốc. Này không có hút thuốc luôn. Dạ. Ở đây thấy hiền thì không bao giờ vũ phu rồi đó. Bây giờ mẫu hình lý tưởng của em, một người đàn ông lý tưởng như thế nào? Em thích một người đàn ông là thiên về gia đình và sống tình cảm. Ngoài ra thì cũng thích du lịch với lại thể thao một xíu. Có du lịch thể thao không? Dạ, du lịch thì em hồi trước giận mình thì không có ai để đi nên không đi. Nên nếu có thì đi với dạ. Thể thao có không? Thể thao em có hết sơ đơn. Rồi vậy tốt rồi. Em đúng chỉ không? Có khuyết điểm là cái mái tóc hơi khiếm khuyết. Dạ, này cũng lý do chính lên đây, mái tóc tự ti. Đừng có tự ti, dạ. Tóc tai dễ lắm. Em không có tự ti cái gì á. Em là, chị khẳng định với em là những gì em đang có là em phải tự tin.
Đúng thì, rồi. Dạ. Rồi bây giờ em nói về cái đường tình duyên á. Đúng rồi. Đường tình duyên thì do em tự ti với cái mái tóc á, nên em chỉ có dừng lại mới độ thích rồi không bày tỏ. Nhưng mà nói về mà cái quen biết ở trên thân thiết chút xíu thì ngày xưa có. Chưa có tình yêu, có bao giờ nắm tay bạn gái chưa? Dạ thì rồi. Nắm tay có hung rồi má có. Hung rồi má thôi hả? Dạ không thì nó trên thân thiết chút xíu. Ngày xưa cuối 2008, đầu 2009 vậy. Có 6 tháng rồi Ngân. Bạn có mối tình nào chưa? Dạ em có tìm hiểu một anh khoảng 6 tháng ạ. Cách đây hơn 2 năm rồi. 2 năm rồi nhưng mà thân thiết tới mức độ nào? Cũng nắm tay rồi cũng đi ăn uống bình thường rồi. Nắm tay ăn uống cũng hôn má thôi đúng không? Yeah. Rồi khỏe luôn. Hai này hợp ghê. Cảm ơn chương trình. Không thích con gái như thế nào? Không thích thì nhất là xăm trổ. Xăm trổ không có. Khẳng định luôn là hung dữ. Dạ. Không hung dữ, không hung này dữ nhìn vậy là không hung dữ rồi. Thứ ba là hay tụ tập nhiều chuyện. Không nhiều chuyện luôn. Đây thì trả lời em đang nói không thích. Rồi không thích gì nữa không? Không thích cái này tới nhị tính nói mà sợ. Để đâu sao đâu, không thích mình cứ nói để người ta biết thôi. Giống như phụ nữ mà chân mày lợt quá em thích. Tôi đưa tôi kiểm cái chân mày coi. Trời đó coi, thôi anh khỏi lo đi. Chân đã mày tôi lây trờ luôn, không có đi xăm luôn đó. Dạ. Mà chân mày ngon lành. Tóc tai còn không lo, đừng nói chân mày vô đây. Dạ. Nhưng mà giờ em muốn cái mẫu hình lý tưởng của em phải như thế nào? Thì mấp mép, khuôn mặt dễ nhìn, rồi dáng dị hiền lành. Chị khẳng định với em là những cái điều mà em muốn là 100% bên đây dạ, có dạ, dương luôn, 101 luôn nè. Khoan đã cho hỏi đàn trai tôi cái nè. Một cái lý do rất là kỳ, tự nhiên không thích chân mày lợt là sao? Dạ giống như kiểu mà không có được lãng mạn á. Ủa chân mày lợt nó liên quan tới không lãng mạn? Dạ thì theo cá nhân em nghĩ là phụ nữ chân mày lợt thường thường giống như là không có độ lãng mạn. Không dám đâu. Dạ hay suy nghĩ phụ nữ là chân mày lợt thì không có, không có gì, không có lãng mạn nhiều như mấy người mà hơi rậm rậm chứ. Tôi kể tới dám đi đâu. Tôi kể tới phụ đi phụ nữ tôi coi trước coi không lợt đâu nha. Đậm á. Thôi được thôi. Bây giờ em gái đi với ai nè? Dạ em đi với bạn em ạ. Rồi chào bạn. Dạ chị xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân cùng chào tất cả quý vị ở đây. Hiện em đang sống chung với bạn Hạnh. Hạnh là một người là trong chuyện tình cảm á, bạn rất là nhát, cực kỳ nhát luôn, hơi ngố một xíu nữa. Thì còn về bạn trai bên đây á Hạnh, thì lại thấy là bạn trai bên đây là đúng là cái người mà Hạnh đang tìm kiếm mấy lâu nay rồi đó. Đúng rồi đó. Y chang luôn. Giống luôn ha. Hy vọng sang năm á sẽ nhận được một cái thiệp gì đó của Hạnh nha. Rồi đàn trai đi với ai? Dạ em có đi với một chị đồng nghiệp cơ quan. Em xin chào anh Việt Linh và xin chào chị Hồng Vân. Dạ. Đây bây giờ chị cũng thấy cái cô bé này á rất là dễ thương. Dễ thương. Nói chuyện nhỏ nhẹ. Chân mày đậm theo ý em rồi đó. Bây giờ em cứ việc tiến tới đi và cho một cơ hội chị ăn đám cưới cho tụi em chứ. À, đó đúng dạ. Rồi cảm ơn chị. Rồi. Rồi bây giờ mở rào nghe. Cười gặp cái là cười vui vẻ liền. Dạ. Tới luôn, tới luôn. Anh hôm nay đến đây có một món quà với một cái bó hoa. Mà bó hoa này chân trên đây thì mở đèn gì nó đẹp hơn. Dạ. Đó, quá trời đẹp rồi. Dạ. Cảm ơn. Rồi dạ. Mở món quà ra coi lại gì. Đưa hoa chị để mở. Món quà này là nước hoa. Em sẽ dùng để mình hẹn hò đi chơi cho vui. Dạ, cảm ơn anh ạ. Em cũng có một món quà đây anh. Đây là cuốn sách. Dạ. Đáng nhân tâm. Anh cũng thích đọc mấy cái này. Tự nhiên anh sống thiên về đạo lý. Anh thích làm thơ về đạo lý lắm á. Em cũng nghe anh tặng em một bài thơ về đạo lý cho em nghe. Dạ có ạ. Cuộc vui nào rồi cũng sẽ kết thúc, nỗi buồn nào cũng đến lúc qua đi. Vương vấn mà chi, suy nghĩ làm gì. Cứ vui, cứ sống, cứ tình, cứ say. Có ai đâu mà sống mãi kiếp này. Đời người ngắn ngủi hãy dành yêu thương. Cho nên mới có hai chữ vô thường. Ai ơi hãy nhớ, hãy nhường nhịn nhau. Hãy yêu thương lấy tình nghĩa làm đầu. Đừng sân si mà chửi nhau nặng lời. Khẩu nghiệp mình gieo tội lắm ai ơi. Nhân quả là có, cuộc đời nặng mang. Dạ. Thơ tự làm luôn. Dạ dạ, em có khiếu làm thơ. Người đọc người mở quà. Bây giờ em thích nghe gì anh hát cho em nghe tặng chứ. Dạ. Anh cái gu anh là sở trường giọng cổ cái lương á. Còn em thích nghe trẻ hay là bolero hay dân ca vậy em anh cũng dạ, vậy nhưng mà gì giọng cổ thì số một hơn. Ngày tháng hôm nay anh thầm mong mơ tình muôn thuở, thầm ước mong sao cho mối duyên ta không gian dở bao giờ. Không cánh, không xa, không đợi, không chờ.
làm quen nơi đây như tình yêu cổ tích. Càng hiểu cuộc đời nên không thể xa nhau. Ngồi ở chương trình này em đó anh đây, chỉ lặng nhìn nhau rồi trao lời tâm sự. Để đêm về anh thao thức tương tư, gom nhớ, gom thương, yêu thầm trong hư ảo. Rồi em gái đáp lại bài đi, thử xem. Dạ rồi, em hát không được hay nên là sao, mọi người sao? Anh hát bù bù lại cũng được sao? Dạ. Em hát một bài, một đoạn trong bài Cảm ơn tình yêu ạ. Lần yên nghe con tim với yêu thương nồng say như chơi vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi ngừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn ngào không nói nên lời. Cảm ơn. Sao nhìn nhau không nói nên lời là sao? Dạ, anh thấy em thì hợp với anh. Dạ. Hơi mất mép, hiền lành. Dạ. Dễ thương, anh nghĩ em hiền hậu rồi đó. Nó nghe giọng nói là anh nghĩ em hiền hậu rồi đó. Dạ, em cảm ơn. Rồi anh nghĩ em là, nói chung là giống anh là quyết quan tâm với người lớn là anh thích. Còn anh tính nói với em một điều là anh có ý thức tự lập lắm. Tuổi thanh xuân anh đã làm hết rồi. Bây giờ mình chỉ phát triển lên thôi. Nếu mà có hẹn hò tiến tới cuối cùng á thì phát triển lên, chứ không có bắt đầu số không. Nên có đó em, anh nói cho em để em hiểu, yên tâm gì đó luôn. Nếu mà được thì khoảng bao lâu các bạn có thể tiến tới? Theo anh á, nếu mà trong năm nay thì tốt, thì sợ em thôi chứ... Em thì khi mà mình tìm hiểu mà đủ tin tưởng lẫn nhau thì có thể là cuối năm. Tại vì thì trong năm nay luôn. Dạ, ba mẹ okay. Em thì cũng hay hối em. Nói chung em là họ với anh á, anh thấy rất là ok á, anh sẽ bấm nút á. Nhưng mà giờ trước khi anh tới cái vụ đó á, thì anh sẽ hát cho em một câu cải lương ngắn cho mọi người đi vui luôn. Trái tim của bạn trai thế nào, nói cho bạn gái biết đi. Em rất là thích em Hạnh. Thì anh em đánh giá thế nào về bộ chân mày? Chính xác, nhìn đi, nhìn thôi cái đi. Chân mày đi. Chân mày em có trang điểm, chân mày người ta có trang điểm gì đó. Nói chung là cái đó về lý thuyết, còn thực tế thì có thể là mình không có nên quan trọng những vấn đề đang nói về những vấn đề sở thích thì mình nói thiệt thôi, chứ nói dối lòng làm gì. Nếu về cũ bôi cái make up nó ra, chân mày nó lập nhách thì sao? Dạ chắc Hạnh chắc biết ý chứ không có để vậy đâu. Vậy bây giờ có thể đi xăm mà, đúng không anh? Dạ. Nói chung anh thấy em đẹp theo ý anh được á. Chân mày em đậm rồi, anh yên tâm đi ạ. Nói chung không phải chân mày không, mà là em là cái mẫu người anh thích rồi đó. Em cảm nhận thế nào người đàn ông nhìn thẳng vào mắt anh ấy coi? Em cảm thấy anh là chân thật, người để mình có thể tin tưởng được. Rồi anh cảm ơn. Dạ. Anh nghĩ chúng ta hợp rồi đó. Còn tìm hiểu là cái đó giống như là một cái gì đó nó thêm chút xíu thôi, chứ thật sự ra là hợp rồi. Rồi về ghế không bấm. Còn gì để nói nữa nào, rồi thích bấm nút luôn. Các bạn thấy cảm giác đây là một nửa yêu thương của mình, bấm luôn, không chờ đợi gì cả. Đó, rồi xong bấm đó. Rồi còn bấm luôn rồi thôi, rồi tôi rồi hỏi luôn, bấm luôn. Xong luôn cho nó ngọt. Dạ. Đó thích nhau quá rồi bấm luôn, nắm tay luôn. Rồi hôn, nụ hôn đầu tiên. Dạ, luôn. Anh xin. Đúng rồi. Đó, dễ nhẹ nhàng cái tóc nào ra. Lâu rồi. Lâu chút nha. Nào đó nhẹ nhàng vô. Đó một tay. Lâu lâu chút. Dạ được. Có duyên có phận nó vậy đó, nhanh lắm. Dạ. Chỉ cần nhìn thấy nhau đã yêu nhau đó. Rồi. Dạ. Cưới vợ là cưới liền tay. Đúng nha. Rồi. Trong năm nay á. Trong năm nay. Rất liền. Bây giờ này 31, 38 rồi. Đúng dạ. Rồi. Đúng không? À. Không thời gian không chờ đợi nữa. Bây giờ hứa với ba mẹ của bạn gái gì đi. Được. À, con xin phép hai bác cho con được tìm hiểu làm quen em Hạnh để tiến tới hôn nhân nghiêm túc chưa trong năm nay. Con hứa sao? Con hứa sẽ yêu thương, lo lắng và bảo đảm hạnh phúc. Hạnh có muốn nói gì với ba mẹ của mình? À, dạ con chào hai bác ạ. À, hôm nay con với anh gặp nhau ở đây là một cái duyên. Thì con với anh sẽ trao nhau cơ hội để tìm hiểu. Nếu mà có duyên thì tụi con sẽ tiến tới hôn nhân ạ. Thôi, hai đứa sớm dạ. Thông báo tin vui chương trình nha. Dạ. Hôm nay là ngày rất là đặc biệt rồi đó. Điểm mạnh của con thì tính cách thì hòa đồng, vui vẻ. Công việc thì siêng năng, tính tự lập cao. Con nấu ăn ok, con thích nấu ăn. Con thấy ai mà để mất tay dài là con khó chịu luôn vậy à. Nhiều khi con nghĩ là nếu mà sau này con không làm ngành y thì con sẽ về làm vườn. Mời nhà trai.
Xin mời nhà gái. Rồi, bây giờ mời bạn trai giới thiệu về mình. Đầu tiên con chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân. Chào con. Và bạn gái ở bên. Em tên là Lê Đình Quân, nghề nghiệp đó là kinh doanh. Em kinh doanh về mảng nông nghiệp và mảng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Mình mở công ty ở đâu? Làm chính ở Đắk Lắk luôn ạ, Buôn Ma Thuột. Công ty là của mình hay là sao Quân? Dạ cũng cố gắng, hơn đâu có một cái công ty nhỏ nhỏ. Giỏi quá. Rồi con ra nè. Dạ con chào cô Hồng Vân, chào chú Huyền Linh. Chào con. Chào tất cả mọi người và bạn nam bên kia. Con tên là Nguyễn Thị Thanh Hà, năm nay con 28 tuổi. Hiện tại thì con đang là kỹ thuật viên xét nghiệm sinh học phân tử. Con làm việc tại phòng khám ở bên quận 11. Rồi con cao giống như người mẫu vậy đó. Con là cũng... quê ở đâu con? Dạ con ở Bình Thuận đó chú. Còn đây là quê ở Đắk Lắk. Bình Thuận đi Đắk Lắk cũng được. Nhưng mà bây giờ thì hiện giờ thì cái khoảng cách mà làm việc nó hơi xa chút xíu. Bạn trai nói cho đàn gái biết điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của con thì tính cách thì hòa đồng, vui vẻ. Công việc thì siêng năng, tính tự lập cao. Còn điểm yếu có thể là đôi chút vẫn hơi nóng tính. Còn con? Dạ điểm mạnh của con là con khá là lạc quan, con cởi mở, con nấu ăn ok, con thích nấu ăn. Rồi cái nhược điểm của con là con quá kỹ tính, con bị bệnh nghề nghiệp. Bị bệnh nghề nghiệp mà con. Con thấy ai mà để móng tay dài là con khó chịu luôn. Vậy hả? Với lại có một cái nữa là con hơi bị nhạy cảm. Ai nói một câu nói bình thường vậy thôi, nhưng mà con lại nghĩ nó hơi xa hơn á. Xong cái nhiều khi tự làm mình buồn. Nhưng mà bây giờ thì con đỡ hơn rồi. Đỡ hơn phải không? Bạn trai được tình duyên thế nào? Thì em cũng trải qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì thời sinh viên, sau khi ra trường thì bạn nó có đi du học thì chia tay. Mối tình thứ hai thì do bạn nó là chọn công việc, chọn gia đình và cách xa em, nên là hai người cũng không đến được với nhau. Còn con? Dạ con thì cũng ba mối tình. Hồi học đại học thì con có quen một bạn, mà sau khi mà ra trường thì con đã ra trường đi làm rồi, bạn vẫn không ra trường, bạn nợ môn mà kiểu bạn chơi game rất là nhiều. Con đã nói rất là nhiều lần, xong cuối cùng là con chia tay. Xong sau thời gian thì con có một cái anh đó thì gọi là cộng sinh, nó cùng giúp đỡ nhau á. Mà sau thì anh đó cũng phải về quê, xong rồi nó lấy vợ. Xong rồi con không quen ai trong một thời gian dài gần 3 năm. Thì con có tìm hiểu một bạn, nhưng mà kiểu bạn đó quá bận, con cũng bận quá, kiểu như không có thời gian cho nhau. Mà bạn đó còn nhỏ tuổi hơn con nữa. Thôi dần không tìm hiểu nữa. Con có ngại vấn đề mà không gian nó cách trở gì không? Con nghĩ là con cũng trưởng thành rồi, thì không có cần phải là đưa đón nhau mỗi ngày hay là nhắn tin liên tục. Nhưng mà chỉ cần gọi là chú ý, tinh tế, biết quan tâm lẫn nhau là được rồi. Một cô gái hiện đại đấy, không vấn đề gì cả ha. Con có thích những cái người mà làm về cái nghề nghiệp của bạn, có con có thích không? Ra nhiều khi con nghĩ là nếu mà sau này con không làm ngành y thì con sẽ về làm vườn. Tại cô thấy con cái món quà của con nó liên quan đến cái đó, thì cô nghĩ chắc con cũng thích cái ngành nghề. Đúng rồi, con thích cây. Rất trồng cao su, tiêu điều rồi đó. Chào cưng. Rồi bây giờ cái mẫu người bạn trai của con thì như thế nào? Về ngoại hình thì kiểu như là nhìn tươm tất, khôi ngô một tí. Tính tình thì điềm đạm, trầm tính một chút xíu. Tinh tế, biết quan tâm đến người khác. Giống bên đây rồi đó nha, tôi thấy giống bên đây rồi kiểu đó. Kiểu như là chỉ cần chia sẻ được với nhau mọi điều là con nghĩ là sẽ ổn hết. Bằng con hoặc là cao trở lên thì càng tốt. Con mét bao nhiêu? Dạ con mét 72. Trời ơi. Mét 72 bao nhiêu người mẫu vậy đó mà. Ôi xưa đây 82. Vậy thì quá tốt rồi. Không biết đúng hay không. Con có cần yêu cầu phải đẹp trai, phải da trắng rồi thì môi đỏ hay gì không? Có cái gu con sao nè? Dạ không cần phải trắng quá, con trai ngâm ngâm một chút thì nó men đó cô. Đúng rồi, đúng cô rồi. Cũng vậy á, gu con là giống cô á. Trai ai trắng tươi. Ok. Sao còn bên đây bạn nam sao? Bạn trai nói mong muốn của mình về người hình mẫu lý tưởng cho. Đúng rồi. Còn mỗi nghe đi. Tiêu chí đầu tiên là mong muốn bạn biết hòa đồng, vui vẻ và biết cách ứng xử với mọi người. Em sống khá là tình cảm và nội tâm, thì không ra ngoài thì công việc thì sao cũng được rồi nhiều kiểu, nhưng mà về gia đình thì lúc nào cũng muốn dành tình cảm cho gia đình, cho mọi người xung quanh thân cận mình. Vậy đúng rồi. Xấu đẹp không quan trọng. Dạ. Nếu mà có thể thì mình có thể xấu, nhưng mà có thể về mình quen nhau rồi có thể chăm bạn nữ tốt hơn thì sao? Chăm giống như chăm cây vậy đó, phải không? Bây giờ là vấn đề chỗ đẹp xấu quan trọng, bởi vì tất cả mọi thứ phát triển rồi.
xấu cũng thành đẹp được nhỉ? Rất đơn giản luôn ha. Để soi xem nhà gái thế nào. Con chào chú. Trời đất ơi. Cao dữ rồi. Trời, tôi tưởng làm nghề người mẫu không á. Dạ, tôi không có nghĩ là có làm mẫu. Con mẫu cao cao về dễ làm người mẫu lắm á. Ừ. Cô dân cũng còn làm người mẫu được mà. Nè, tôi nói cho ông biết, bây giờ tôi vẫn làm mà, tôi nói cho ông biết à. Đừng có mà cười một cách khả ố như thế. Đúng rồi. Nhiều người mời cô dân làm mẫu lắm á. Tôi cũng đang định mời cô dân làm mẫu đó. Dạ, cô đẹp mà cô. Đẹp. Cô đẹp mà, thì hơi hơi mụn mỉm chút thôi. Chú Linh, chú nói cái chữ đẹp mà cái trời, cô nghe thiệt á. À, con không thích điều gì đàn ông? À, con không thích đàn ông vô tâm. Người phụ nữ mà quyết định ở bên cạnh đàn ông á, chỉ là cần sự chia sẻ và lắng nghe thôi. Nhưng mà nếu mà đàn ông vô tâm á, thì sẽ không bao giờ để ý được đến cảm xúc của phụ nữ. Chính xác, đối phương nào, bên nào cũng vậy. Nếu người khác vô tâm thì mình cũng rất là buồn ha. Nhưng mà bên đây là thôi, cứ nghĩ với ai? Hôm nay em đi cùng với chú của em và ba anh em cùng công ty ạ. À, xin mời đại diện nhà trai. Chú. Dạ, vâng, xin thưa anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và thưa toàn thể quý vị trong phim trường ngày hôm nay. Cái việc này thì thực ra thì ở hai bạn là chính, chứ còn tôi thì tôi cũng không biết rằng là phải nhận xét ra làm sao, bởi vì là trong mắt của mỗi người thì nó có. Nhưng mà mình cái cảm nhận của mình nhìn khác nhau. Dạ, cái cảm nhận của mình về cô gái này thì như thế nào? Đó là theo cái góc nhìn của anh á. Nếu mà theo góc nhìn của tôi thì chấp nhận. Rồi, rồi, cảm ơn chú. Hôm nay con đi với ai nè? Dạ, con đi với ba người bạn thân và là cô đồng nghiệp của con. À. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân, chú Quyền Linh, chào nhà trai và toàn thể các quý khán giả ở đây. Thì gặp bạn nam bên đây thì Hà nó giống như những điều bộc bạch thì Hà cũng là người khá là kỹ tính, cho nên là tới bây giờ thì vẫn còn độc thân. Tuy nhiên là theo tao thấy á, bạn bên này là sạch sẽ nha, tương tất cũng thấy cảm thấy khá là ấm áp đó, cho nên là nếu mà mày cứ cho nhau cơ hội đi, coi xem nhau xem thử như thế nào, dù sao thì cũng 28 tuổi rồi. Vậy nha. Rồi vậy nha. Rồi, cảm ơn nhà gái. 28 tuổi rồi, cảm ơn nhà gái, nhà trai. Rồi bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Mở rào. Em có bó hoa tặng em. Cảm ơn em ạ. Chút quà xíu cuối chương trình em sẽ mở nha. Dạ, em cảm ơn. À, em không có tí. Con bó cái gì con? Con có chút quà gửi cô ạ. Ồ, cô cảm ơn nha. Cà phê sạch organic ạ. Rồi, dạ. Em cũng có tí quà gửi anh. Cảm ơn em. Em nhìn anh thấy có như thế nào? Dạ là anh tương tất ạ. Thì em là khá là xinh, cao. Dạ, em cảm ơn anh. À, cũng may mắn một chút là anh cao hơn em một chút. Dạ. Là con cao mét nhiêu? Dạ, con cao mét khoảng 73, 74 ạ. Thì công việc của em thì thời gian nó có chiếm nhiều không? Dạ khá là nhiều. Em làm từ 7 giờ sáng đến 8, 9 giờ tối mỗi ngày luôn. Rồi. Nếu có cơ hội về Đắk Lắk làm đúng công việc của em có về không? Dạ nếu mà có cái gì đó níu kéo thì em sẽ về. Câu này hay nhất nè. Về Đắk Lắk cũng xin được nghề này vậy. Em có thích kinh doanh không? Tại vì công việc của anh là kinh doanh, anh đi lại khá nhiều, cũng di chuyển nhiều. Thì thường thường anh đang sống với bố mẹ thì thường thì sáng anh sẽ đi, tối anh sẽ về. Trừ những hôm đi xa, ví dụ như là lên Sài Gòn họp hay là đi làm ở xa thì anh sẽ ở lại. Nhưng mà thường thường thì sáng đi tối mới về. Dạ, thiệt ra là em rất là thích kinh doanh luôn. Em thích cái công việc nó khá là năng động, nhưng mà kiểu ngay từ nhỏ thì gia đình hướng em theo ngành y, cho nên là em đi làm tới ngành y. Mà sau này khi mà tới một cái độ tuổi nào đó thì em sẽ chuyển hướng, em không có làm trong ngành y lâu dài. Cho nên kinh doanh thì em khá là thích. Anh thấy ngành y nó khá vất vả. Dạ. Ừ. Nó chiếm gần như là toàn bộ thời gian của em luôn. Nếu mà có cơ hội, nếu mà có duyên. Dạ. Thì anh mong sẽ được cùng em về Đắk Lắk kinh doanh, hai ta cùng kinh doanh. Dạ. Anh thì có thường đi công tác ở Sài Gòn không? Cuối tháng là anh lại xuống đây. Đôi khi thì ta chỉ cần lý do để xuống thôi, vẫn có thể đi được mà, xe cộ đi lại cũng thuận tiện mà. Dạ. Vâng. Em muốn hỏi là anh có bị áp lực về vấn đề phải cưới sớm không? À, em hỏi câu đó hả? Dạ. Ví dụ như em, nếu mới ví dụ mình cho nhau cơ hội quen nhau yêu nhau thì ví dụ bao lâu thì em muốn cưới? À, ý em là
Em không phải vì tuổi tác mà em áp lực cưới, mà em chỉ cần là hai người hiểu nhau, cùng nhau tự nguyện tiến tới hôn nhân thôi, chứ đừng có đặt ra áp lực là vì anh với em khá lớn tuổi cho nên là nửa năm phải cưới hay một năm phải cưới. Em nghĩ quan trọng là tình cảm. Đúng rồi, dạ. Ví dụ gia đình thì cũng có áp lực với anh về cái chuyện cưới xin, nhưng mà đối với anh thì cái chuyện hôn nhân là chuyện cả đời, có thể là nhanh nhưng không thể vội được. Dạ đúng rồi. Quan điểm của anh là vậy. Em cũng vậy. Còn bây giờ thì cảm nhận các bạn bên thế đây, nào? Bên đây, bên đây. Các bạn cứ tự trả lời bằng nút bấm của mình. Đến lúc chúng ta rồi bấm luôn rồi đó. Thôi thằng nó bấm lại. Luôn rồi. Hãy cùng nhau rồi nó bên đây nó bấm luôn rồi. Rồi bấm luôn. Bạn bấm trước rồi. Được, không sao cả. Bây giờ em có thể lấy món quà của anh tặng em. À, trời ơi, thằng này nó quyền bí thiệt đó. Bây giờ mới cho mở quà. Đúng rồi. Ghê thiệt chứ. Thôi để anh mở cho. Để Quân mở đi. Đây là một món quà mang biểu tượng của người Đắk Lắk, đó là chiếc nhẫn lông voi của người Đắk Lắk, và có mang ý nghĩa là mong nó một biểu tượng về tình yêu ở chỗ em, nên là muốn tặng bạn nữ. Đây, mau. Rồi. Trời ơi đẹp. Ơi. Trời ơi. Một nụ hôn đầu tiên. Đúng rồi. Để đánh dấu ngày mà chúng ta gặp gỡ, ngày mà duyên nó đến. Anh hôm nay nha. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Hệ thống cửa hàng Mori Italia tặng bộ quà quy ngương và voucher 2 triệu đồng mua sắm tại các cửa hàng trên toàn quốc. Mori Italia gồm các thương hiệu hàng đầu thế giới và gia dụng, nhà bếp, nội thất và thời trang và phụ kiện. Chúc tình cảm cặp đôi hạnh phúc bền vững nhé. Rồi, hai đứa đi đường này, dạ. Đến đây. Đi thôi. Đi xuống đây rồi đi thẳng qua đây nha. Dạ. Và em cũng đã có một lần đính hôn, một lần tân hôn rồi, nhưng mà em chưa làm gì là kể kết hôn. Là khi mà tân hôn xong một ngày thôi là hai bên đã không còn gì với nhau nữa. Trời đất ơi. Cái tính con thì con thích mọi thứ phải gọn gàng ngăn nắp. Khi mà trong nhà mà ưa rồi phải rửa mắt rồi em không chịu được, là em phải đi dò rồi đó. Và bây giờ chúng ta sẽ ngay lập tức chúng ta gặp gỡ cặp đôi thứ hai. Xin mời gia đình đàn gái. Ngồi đây, kể đây con. Mời nhà trai, con bé quá. Rồi, ngồi đi anh trai. Rồi, bên đàn nữ mình, đàn gái mình giới thiệu về bản thân đi nào. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Huyền Linh, chào bạn nam bên kia và chào tất cả các khán giả trong trường quay hôm nay. Con tên là Kiến Ngọc Thanh Tâm, năm nay con 27 tuổi, quê con ở Trà Vinh và hiện con đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Con làm nghề gì? Dạ, con làm kế toán cô. Con làm kế toán, sao con có chiều cao lý tưởng quá vậy? Hả? Có làm nghề gì khác nữa không? Dạ không cô. Vậy là con đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh luôn? Dạ. Thôi nhà trai, giới thiệu về mình đi. Em chào anh Cường Linh, chào chị Hồng Vân và chào bạn nữ bên kia và chào mọi người trong trường quay. Em tên là Nguyễn Phúc Long, em sinh năm 90 và quê gốc của em là Quảng Trị, nhưng mà gia đình của em đang ở quận 9 và em đang làm việc ở quận 12. Làm gì? Em làm nhân viên cơ khí. Rồi, nhân viên cơ khí, nhà quận 9 hả? Dạ. Rồi, thôi mình nói về mình đi, cái ưu điểm và cái nhược điểm của mình. Dạ, cái ưu điểm của con là con vui vẻ, hòa đồng, con thích nấu ăn. Con biết quan tâm chia sẻ với mọi người. Còn nhược điểm? Còn cái khuyết điểm của con là con mọi người hay nói là con hơi kỹ tính. Dạ. Kỹ tính là sạch sẽ quá hay là khó tính hay là như nào? Dạ đúng rồi, kiểu như là cái tính con thì con thích mọi thứ phải gọn gàng ngăn nắp. Chứ kiểu trong nhà mà bừa bộn là không thích, đúng không? Dạ. Không, cái đó phụ nữ là đều phải có. Dạ. Đó là bản chất của phụ nữ rồi. Rồi mời nhà trai. Điểm mạnh điểm yếu của mình á, nói cho nhà gái biết đi. Dạ, điểm mạnh của em là nấu ăn, em sống rất là tình cảm,
em chịu khó và em biết làm tất cả việc nhà. À, điểm yếu của em là em cũng cũng khó tính và cũng hay cậu hay khó tính lắm. Hay khó tính à? Ví dụ như em nhìn thấy cái gì mà trong nhà mà không ưa là thấy mà ngửa mắt là em không chịu được, là em phải đi dò rồi đó, rồi em mới ngồi chiều ngồi yên. Cầu toàn á đúng không? Hai người này mà về chung một mái nhà là cái nhà đó tôi đố ông kiếm được một con bụi á. Ai mở hai chung hai người này cũng mệt mỏi lắm. À, mình có mấy mối tình rồi em trai? Dạ em đã trải qua hai mối tình. Hai mối? Mối tình đầu tiên là mối tình em yêu xa, em yêu 7 năm. 7 năm yêu xa? Dạ. Nhưng mà cuối cùng kiểu không đến được với nhau cho nên thôi. Ừ. Rồi một mối tình là em được 7 tháng. Và em cũng đã có một lần đính hôn, một lần tân hôn rồi. Nhưng mà em chưa làm gì đăng ký kết hôn. Ủa? 7 năm đó đó. Yêu xa là có đính hôn gì không? À không, tức là sau khi em trải qua cái mối tình 7 năm đó thì 3 năm sau là em bắt đầu gặp một mối tình 7 tháng. Mới gặp có 7 tháng là đính hôn rồi tân hôn luôn. Dạ. Rồi sau sau đó thì nó thật ra nó cũng hơi buồn, thì là khi mà tân hôn xong một ngày thôi là hai bên đã không còn gì với nhau nữa. Trời đất ơi, sao lạ vậy? Lý do gì mà nặng nề như vậy? Rất nhiều thứ để nọ trong đó. Bây giờ không ai đúng và không ai sai cả. Chỉ là chắc là duyên nợ chỉ tới được chừng đó thôi. Nhưng mà phải rõ ra là giống như là tự lạc lẽo với nhau luôn hả cưng, chứ không phải là do có lỗi phải gì có hả? Một cái gì lớn lắm. Dạ cũng không có cái gì lỗi gì lớn hết. Tự nhiên tân hôn xong kia cô ấy bỏ đi luôn. Vậy hả? Dạ. Cô ấy bỏ đi luôn, không một lời nói. Có ai nói gì cũng không. Đụng chạm tự ái? Dạ cũng không. Em có la lối gì không? Dạ không, em không có la lớn tiếng gì cả. Kỳ vậy ta, lâu chưa? Bằng chứng là? Dạ một năm, bây giờ là vừa tròn một năm. Một năm rồi hả? Dạ. Mốt có quen nhau phải qua 7 tháng đó nha. Tức là mình đã gạt hết tất cả những cái tình cảm cũ rồi đúng không cưng? Dạ đúng rồi. Rồi vậy thì bây giờ em mong muốn là cái người bạn gái của mình sẽ như thế nào? Người bạn gái em mong muốn là nhỏ nhắn, dễ nhìn, cao 1m50 trở lên là được. Về tính cách thì cũng có chút xíu khó tính và cũng phải biết trên biết dưới với gia đình và biết quan tâm lo lắng cho nhau là được. Nãy giờ là những cái gì em nói là theo cảm nhận của chị là bên đây có hết luôn á. Có hết hả? Có chút xíu khó tính là gọi là đúng rồi, mình đã khó kỹ tính đó. Ừ. Thì qua thăm đàn gái thì đó, qua nha. Thăm đi. Dạ con chào chú. Chào con. Nãy giờ con nghe cái câu chuyện của bạn trai thì con có suy nghĩ điều gì không? Theo con thì nghe bạn trai chia sẻ thì con thấy ai thì cũng mong muốn mình tìm được cái hạnh phúc, nhưng là cũng đâu đó chắc cũng là số của mỗi người thì mình cũng thông cảm. Rồi thông cảm, coi như chuyện nó nhẹ nhàng đi ha. Dạ. Bây giờ lo tương lai thôi, còn cái gì cũ cho nó qua đi nha. Dạ. Đừng suy nghĩ nữa. Con muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Con thì về ngoại hình thì bạn trai đó dễ nhìn là được. Còn về tính cách thì con còn người một nửa của con là phải có tính là điềm đạm, sống có trách nhiệm, có chí cầu tiến, đặc biệt là phải biết cách đối nhân xử thế. Con thích điều gì ở đàn ông? Dạ con không thích cái tính lăng nhăng với lại không có trách nhiệm. Những cái điều cô gái đưa ra thì em cảm giác là mình có bao nhiêu phần trăm? Dạ em có 80%. 80% hả? Dạ vâng. Rồi, như thế tốt rồi. Em đi với ai? Dạ em đi với ba nội. À ba nội. Với hai cô, một thím và một chú. À rồi, xin chào nhà trai. Chào bà. Dạ, xin chào chương trình, chào anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Dạ. Em là cô thứ bảy của cháu Long. À, đây là bà nội của cháu Long. Dạ. Và các dì, thím và chú. Hôm nay em đến chương trình này thì em thấy cô gái này cũng dễ thương, dễ nhìn. Em cũng ủng hộ cho cháu lên chương trình, do những cái duyên nợ trắc trở của cháu thì khiến gia đình cũng hơi lo lắng. Hiện tại gia đình cháu thì ba mẹ cháu chỉ có hai cháu thôi, cháu Long lớn và đứa em gái hiện tại đang sống ở quận 9. Cháu hiện tại đang làm trên gia đình, công ty gia đình của chú trên này, thì tụi em ở gần đây thì đi với cháu để cho cháu thêm nghị lực. Cháu Long nhà em thì tính cháu thì rất là bình thường, cũng không nóng lạnh lắm đâu, cũng điềm tĩnh. Nhưng mà không hiểu làm sao mà duyên cháu nó trắc trở thì cái này thì em cũng không hiểu, nhưng mà em cũng hy vọng là bạn gái cho cháu của cô một cơ hội tìm hiểu để mình đến với nhau. Cháu của cô nó thật, cháu rất hiền. Nên là mong các con cho nhau cơ hội. Bà nội có vài câu đi. Bà nội thấy sao nè, thấy cháu nội dâu được không? Dạ là cũng được, cứ thấy cháu dâu thì cũng được. Tôi cũng mong muốn là hai đứa nó tiến tới với nhau.
Dạ, cảm ơn nội. Hôm nay em đi, con đi với ai? Dạ, con đi với em gái con. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh và các anh chị dân trường quay ạ. Con là em gái của chị Tâm. Theo như anh chia sẻ thì em thấy anh khá hiền và chân thành đó. Em nghĩ là hôm nay mọi người gặp nhau đều là một cái duyên á. Thì em mong là mọi người sẽ cho nhau một cơ hội. Em xin chân thành cảm ơn. Rồi, cảm ơn cưng. Bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Anh tặng em bỏ hoa thơm ngát, rất nồng nàn và bạt ngát tình yêu. Và muốn dành cho em nhiều điều, hãy cùng anh xây dựng tình yêu nhé. Em cảm ơn. Một câu thơ luôn. Rồi, em cảm ơn. Có cây, đây là, trong đây là một cây bút. Em cũng gửi lời chúc đến anh là luôn may mắn và thành công trên con đường anh chọn. Để đây. Rồi, không gian này là của hai đứa đó. Cứ thoải mái, coi như không có ai bên cạnh đi. Anh cảm nhận về em như thế nào? Anh cảm nhận em là cô gái rất là xinh xắn, dễ thương. Và cũng có rất là nhiều điều mà phù hợp với anh. Theo anh thì anh quan điểm như thế nào về tình yêu? Tình yêu đối với anh là phải dựa trên năm trên giá trị tinh thần và chân thành nhất cùng cả hai bên. Ví dụ có đi đến với nhau nữa thì thành vợ chồng thì cũng là vợ chồng cũng làm, chia sẻ với nhau. Yeah. Trong tất cả mọi thứ, kể cả việc nhà và công việc ra ngoài. Phong về ý của em như thế nào? Đối với em thì em cũng đồng quan điểm với anh. Và cái quan trọng là trong cái cuộc sống hôn nhân thì mình lúc nào mình cũng phải tôn trọng, tin tưởng và điều quan trọng là phải chung thủy. Hiện tại bây giờ em đang làm việc ở đâu? Dạ, hiện tại em đang làm ở quận 4. Anh thì đang làm việc ở quận 12. Dạ. Nhưng mà nói về vấn đề hẹn hò thì em không phải lo. Anh sẽ trả tới và bất cứ khi nào em muốn. Nếu yêu nhau thì chúng ta có một dự tính gì không? Nếu mà yêu nhau mà chúng ta đi định phải phù hợp, lúc nào em mong muốn, em phải muốn thì chúng ta có thể đi đến hôn nhân bất cứ khi nào. Đó là anh theo em luôn. Còn khi mà cưới về rồi thì em có thể chọn ở riêng cũng được, hoặc là ở chung nhà cũng được. Và thậm chí em có muốn anh ở rể, anh cũng đi ở rể cũng được. Trời, dễ quá ta. Em thấy cái vấn đề ở rể thường các bạn nam bây giờ cũng hay ngại vấn đề đó, nhưng mà anh thì không sao. Thật ra nếu mà khi mà yêu em tức là yêu cả gia đình của em rồi, thì gia đình của em cũng chính là gia đình của anh rồi. Mình ở rể thì cũng giống như con cháu trong nhà hay là ba mẹ thôi, không có vấn đề gì cả. Dạ. Khoảng bao lâu thì mình có thể tính điều đó được em gái? Dạ, theo con thì cái thời gian thì nó không quan trọng. Quan trọng là hai người tìm hiểu nhau như thế nào và tình cảm đủ lớn thì mình tiến tới thôi. Nếu bây giờ xảy ra một cái mâu thuẫn nào đó thì ai sẽ là người xuống nước, ai sẽ là người nói lời xin lỗi đầu tiên? Dạ thưa anh là em. Nói với bạn gái kia. Nếu mà trong chúng ta mà trong quá trình mà gặp gỡ nhau mà có bất cứ một vấn đề xảy ra thì anh nghĩ rằng em cứ nói thẳng với anh để anh có thể là anh sửa đổi, hoặc là anh sẽ sử dụng một cái phương pháp nào đó để phù hợp tại trong vấn đề đó. Chứ em không nên im lặng mà để khiến anh lại càng khó xử và rất là phức tạp và suy nghĩ. Vấn đề đó anh không cần lo, tại vì tính em cũng rất là thẳng tính. Cái vấn đề gì cần phải có phát sinh mâu thuẫn hay là cái vấn đề gì đó xảy ra, em thích mình cũng phải trao đổi với nhau và cùng nhau đưa ra cái phương pháp, cái gì đó để mình giải quyết vấn đề, chứ không có kiểu mà im lặng. Thôi bây giờ bạn Nam có thể làm bài thơ nào tặng bạn gái hay là một bài hát nào đó cũng được. Như vậy nè, tức là hồi chiều trước khi mà anh chạy từ quận chín xuống đấy á, lúc anh chuẩn bị đi ra chơi nó chưa mưa, sau khi anh chuẩn bị mang đồ hết lên rồi thì bắt đầu trời đổ mưa mất, thì anh có nghĩ ra một bài thơ như vậy. Bước tới bạn gái, nắm tay đọc bài thơ cho bạn gái nghe cho nó trữ tình, biết không? Mưa lại về trên những nẻo đường qua, rơi vào vả cho một người chờ đợi. Hà Đô này đã vào mùa tháng mới, vẫn ngập ngừng chờ vợ thở yêu nhau. Rồi, còn bên mình á, mình có ca hát hay là mình có tặng một món quà tinh thần nào? Con hát. Hát em hát chờ, em chờ mâm chậu đưa tới, pháo hoa rượu nồng, mừng cô dâu chú rể vui. Giáng sinh sánh vai bên chồng, làng phân hồng đếm tô mặn duyên, tương lai có nhau trong đời.
Thôi đọc thơ được rồi. Thôi, bây giờ các bạn về vị trí đi. Chúng ta chúng tiến hành bấm nút thôi. Bây giờ là giờ phút quan trọng trong câu chuyện bạn muốn hẹn hò. Đã đến lúc chúng ta muốn bấm nút thì bấm đi, tùy các bạn. Sau 3 tiếng đếm, nếu ta quyết định đây là một nửa mảnh ghép của mình thì bấm nút, không phải thì đừng bấm. 1, 2, 3. Hết thời gian. Bạn gái không bấm. Sao vậy con? Nói chung thì con cũng sống rất là tình cảm. Cái cảm xúc đầu tiên á cô, để mình cảm nhận một đối tượng, cái bạn trai của mình á, chắc là con nghĩ hai người chưa có đủ duyên. Con chưa đủ cảm xúc đúng không? Dạ. Nếu chúng ta chưa đủ cảm xúc, chúng ta chưa rung động trái tim rồi không cần bấm. Bấm sẽ để đối phương hiểu lầm. Nút bấm này sẽ dành cho người khác. Ở trên truyền hình sẽ có hàng triệu người sẽ bấm cho chàng trai, và hàng triệu chàng trai cũng sẽ bấm cho cô gái. Đừng lo lắng điều đó. Hôm nay các bạn đã có duyên nhưng không có nợ với nhau. Hy vọng rằng mỗi chúng ta sẽ sớm tìm một nửa manh ghép cho mình, một nửa yêu thương của mình nha. Đây là cái món quà của chương trình gửi tặng bạn nữ, phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Hệ thống cửa hàng Mori Italia tặng bộ quà quy ngương và voucher 2 triệu đồng mua sắm tại các cửa hàng trên toàn quốc. Mori Italia gồm các thương hiệu hàng đầu thế giới và gia dụng, nhà bếp, nội thất và thời trang và phụ kiện. Chúc tình cảm cặp đôi hạnh phúc bền vững nhé. Rất mong là hai đứa sẽ gọi là tìm được một nửa của mình nghe. Dạ. Rồi, mỗi đứa đi một nơi thôi. Dạ.